quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Vợ chồng Quyền Linh đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng khu du lịch văn hóa Khmer, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa du lịch. Diễn tiên Thảo Linh của vợ chồng MC Quyền Linh vừa chính thức khởi công xây dựng văn hóa tín ngưỡng Diễn Tiên ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa du lịch Diễn Tiên Thảo Linh của vợ chồng MC Quyền Linh vừa chính thức khởi công xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Diễn Tiên ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Năm MC cho biết tổng số vốn đầu tư cho dự án này khoảng 200 tỷ đồng. MC Quyền Linh tại lễ khởi công xây dựng khu văn hóa du lịch Diễn Tiên. Hình ảnh khu văn hóa du lịch Diễn Tiên đang được xây dựng. MC Quyền Linh nói, khu văn hóa tín ngưỡng Diễn Tiên được xây dựng trên diện tích gần 10 hectare bao gồm các hạng mục: phục dựng Diễn Tiên, phục dựng nhà truyền thống của đồng bào Khmer, bảo tàng trưng bày hiện vật của đồng bào Khmer, phục dựng các lễ hội của đồng bào Khmer. Bên cạnh đó còn có ẩm thực văn hóa âm nhạc của người Khmer, phục dựng các tượng Phật, khu vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian, phục dựng ghe ngò, ghe cà hâu. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là làng Khmer đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng. Dự án này gồm phần bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer, đem lại sự giao lưu văn hóa của người dân Sóc Trăng nói riêng, cho cả nước nói chung. Trở thành điểm du lịch văn hóa nổi tiếng, tạo công ăn việc làm cho con em đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương. Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng có mặt trong buổi khởi công dự án này cho hay, khu văn hóa tín ngưỡng Diễn Tiên sẽ gắn các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh truyền thống, tháp bốn mặt Phật, chùa bốn Phật, chùa Chăm Ba. Khu văn hóa du lịch Diễn Tiên cũng sẽ kết nối với các điểm du lịch tâm linh các chùa ở Sóc Trăng như chùa Dơi, chùa Chén Kiểu, chùa Khe Lanh, chùa Đức Xét, góp phần làm điểm nhấn triển khai hoạt động du lịch thu hút khách trong ngoài nước đến Sóc Trăng. Phanh tung bằng chứng MC Đại Nghĩa ở chung nhà với đàn em nghệ sĩ kém 17 tuổi. Từng phủ nhận về mối quan hệ tình cảm nhưng mới đây, năm MC Đại Nghĩa và đàn em Võ Tấn Phát bị cư dân mạng tung loạt bằng chứng ở chung nhà với nhau. Đại Nghĩa là năm MC nổi tiếng và đắt show hàng đầu ở khắp các sân khấu truyền hình phía Nam. Ở tuổi 42, trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sở hữu khối gia sản giàu có, nhưng năm MC vẫn độc thân. Đại Nghĩa rất kín tiếng về chuyện đời tư, dù vấp phải không ít tin đồn về giới tính. Võ Tấn Phát, chàng diễn viên trẻ sinh năm 1995, đẹp trai, tài năng, được đánh giá là một diễn viên thế hệ mới đầy triển vọng. Ở Cười Xuyên Việt 2017, với sự hỗ trợ của MC Đại Nghĩa, chàng trai 22 tuổi, đến từ Vĩnh Long đã tỏa sáng và trở thành quán quân. Từ sau thời điểm đó, Võ Tấn Phát dính nghi án tình cảm với MC Đàn Anh. Phanh tung bằng chứng MC Đại Nghĩa chung nhà với đàn em nghệ sĩ kém 17 tuổi. Dù MC Đại Nghĩa giữ im lặng, nhưng Võ Tấn Phát thổ lộ, cả hai ngoài công việc còn có nhiều sở thích chung cũng như tấm lòng thiện nguyện hướng về các dự án từ thiện. Quán quân Cười Xuyên Việt 2017 phủ nhận chuyện tình cảm với MC Đại Nghĩa. Dẫu vậy, mới đây, trên một diễn đàn về showbiz, phanh tung loạt bằng chứng cặp đôi có mối quan hệ cực thân thiết và hiện ở chung nhà, từ chiếc xe đạp dùng chung, chuyến du lịch nước ngoài hay trong cuộc trò chuyện với một nghệ sĩ khác cũng thể hiện điều đó. Võ Tấn Phát và MC Đại Nghĩa check-in ở Paris. Quán quân Cười Xuyên Việt 2017 khoe món quà ngọt ngào dịp Valentine. Võ Tấn Phát thể hiện sự ngọt ngào, trìu mến khi nhắc về MC Đại Nghĩa trong đoạn bình luận với Lê Giang. Thúy Diễm đi quay xa, con trai ở nhà chui vào áo Lương Thế Thành. Nam diễn viên và nhóc tì đầu lòng rất hợp nhau và cậu bé cũng mê tít khi được chơi với Lương Thế Thành. Lương Thế Thành, Thúy Diễm luôn được công chúng quan tâm bởi các vai diễn lẫn cuộc sống đời tư. Từ khi yêu nhau cho đến lúc về chung nhà, cả hai luôn tình tứ khiến bao người ganh tị. Tổ ấm của họ ngày càng trọn vẹn và nhiều tiếng cười hơn khi xuất hiện thành viên nhí. Nhóc tì tên Bảo Bảo, đến nay gần 2 tuổi và là cục vàng của cả gia đình. Lương Thế Thành cùng con trai vui vẻ bên nhau. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam diễn viên khoe những khung ảnh ngay tại căn hộ cao cấp. Được biết thời gian này bà xã đi quay phim ở xa và Lương Thế Thành ở nhà phụ giúp trông con trai đầu lòng. Anh chia sẻ, mẹ vắng nhà, con chui vô lòng ba con nằm ý a ý a, xong cái áo của ba. Hai cha con quấn quýt nhau không rời, Bảo Bảo khoái chí khi chui vào áo của ba cười tít cả mắt. Cậu bé cực hợp tác khi thấy Lương Thế Thành đưa máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc thân thiết. Điều này khiến cho Thúy Diễm ganh tị vô cùng.
Trong khi hai cha con vui vẻ ở nhà thì Thúy Diễm phải một mình đi quay phim ở Phan Thiết. Đã có không ít lần nữ diễn viên cảm thấy mình bị ra rìa khi hai cha con thân thiết nhau quên cả sự xuất hiện của cô. Nam diễn viên chăm sóc bảo bảo rất khéo léo trong khi Thúy Diễm dễ bị bối rối và hốt hoảng khi con gặp vấn đề. Thời gian qua anh chấp nhận từ chối vài lời mời để ở nhà trông con. Điều này khiến cho nữ diễn viên cảm động và luôn muốn cảm ơn ông xã. Vợ chồng Thúy Diễm mua xe cho Bảo Bảo bằng tiền lì xì. Trong dịp Tết, Lương Thế Thành, Thúy Diễm mua quà cho Bảo Bảo là một chiếc xe hơi bằng điện hoành tráng. Như lời chia sẻ của cặp đôi thì họ đã dành hết tiền mừng đám cưới của bé để tậu món đồ chơi. Em còn nhỏ nhưng rất ư là chịu chơi. Tết này tiền được lì xì dành hết để rước em này về, nên giờ hết tiền rồi. Em nào không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo. Xe mua trần nên em nào lên xe sẽ được tặng một cái khẩu trang, thả dáng cùng siêu xe, Lương Thế Thành cho biết. Từ ngày con trai chào đời, cuộc sống của hai vợ chồng đảo lộn nhiều thứ. Họ không có nhiều thời gian riêng và các sở thích cá nhân cũng hạn chế. Tuy nhiên, cũng Bảo Bảo đã làm Lương Thế Thành, Thúy Diễm cảm thấy mỗi ngày trở nên ý nghĩa, nhiều tiếng cười và sống có trách nhiệm hơn. Làm vợ Trấn Thành không quen, Lê Giang hỏng cảnh 3 lần vì lo cười như được mùa ở hậu trường Bố Già. Clip tổng hợp cảnh hậu trường Bố Già tập 2 khiến khán giả phì cười vì độ lầy của mẹ già Lê Giang. Nghệ sĩ Lê Giang và Trấn Thành vốn là bạn bè thân thiết ở phía sau màn ảnh. Điều đó đã giúp cho các phân cảnh mà họ góp mặt trong Bố Già trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng chính vì mối quan hệ chị em thân thiết này mà khi đóng vợ chồng trong Bố Già, cặp đôi đã gặp không ít rắc rối. Cùng những tình huống cười ra nước mắt, clip tổng hợp cảnh hậu trường Bố Già tập 2 hé lộ chuyện Lê Giang phải xin đạo diễn vì không nhịn được cười khi diễn phân cảnh ăn cơm với chồng, làm cho ekip phải quay đi quay lại 3 lần. Tập 2 Bố Già có sự xuất hiện phân cảnh bữa cơm gia đình diễn ra đầy nặng nề của ông bà Tư cùng cô con gái. Vì nhà nghèo kiệt đến nỗi chẳng có tiền để mua thịt nên bữa cơm món nào cũng là mướp đắng. Nếu đúng như yêu cầu của đạo diễn thì lẽ ra cả nhà ba người mặc ai cũng phải đeo chì lên mặt. Nhưng chỉ vì độ lầy của bà Tư Lê Giang mà đã làm hỏng hết biểu cảm đúng chuẩn của ông Tư Trấn Thành và cô con gái tên Quý Uyển Ân. Có lẽ vì ngoài đời quá thân nhau nên nghệ sĩ Lê Giang đã không kìm nổi cơn cười khi nhìn người em của mình thể hiện sự nghèo khổ và cáu giận. Đang nghiêm túc nha má già ơi, làm bố con tôi phải cười theo đây này. Cả ekip cũng không nhịn được cười vì độ lầy của nghệ sĩ Lê Giang. Ngoài sự đáng yêu của các diễn viên, đoạn clip cũng hé lộ những phân cảnh hậu trường thể hiện sự chuyên nghiệp của ekip làm phim Bố Già. Từ máy móc, con người đến cách làm việc của ekip Bố Già đều chuyên nghiệp, như thể họ đang thực hiện một dự án phim điện ảnh thay vì web drama chiếu miễn phí trên mạng. Trường Giang nịnh Nhã Phương đi cắt tóc ngố tàu như Park Seo Joon. Bắt kịp trend để cắt tóc mái ngố giống nam thần Park Seo Joon, Nhã Phương khoe ảnh chồng Trường Giang với mái tóc thịnh hành này. Đến thời điểm hiện tại, Nhã Phương Trường Giang là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Ngoài những khoảnh khắc hạnh phúc, cả hai còn khá đắt show. Từ khi cưới đến nay, nam danh hài còn thể hiện sự quan tâm chiều vợ hết mực. Vốn thích nấu nướng nên anh luôn chăm chút từ bữa ăn cho vợ, thúc bà xã ăn nhiều để tăng cân. Nam danh hài còn chia sẻ Nhã Phương là người quản lý tiền bạc từ khi kết hôn. Nhã Phương thích chồng để tóc ngố tàu. Mới đây trên trang cá nhân của Nhã Phương vừa đăng tải hình ảnh mái tóc mới của chồng. Cụ thể, khi biết vợ thích để kiểu tóc như thần tượng, Trường Giang sẵn sàng xuống tóc đúng với phong cách của nhân vật Bassi Yuri do Park Seo Joon, một bộ phim đang hot nhất hiện nay. Anh cũng hoàn toàn thay đổi 180 độ với mái tóc ngố, được cắt tỉa một cách gọn gàng. Nhã Phương chia sẻ ngày trước biết Bi mê đại úy Ri, anh xã tự tin là mình không hề thua kém. Nên Bi chuyển qua mê anh chủ quán nhậu, ông xã cũng nhanh theo trend chiều lòng vợ. Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi mười khó thay đổi kiểu tóc, nên càng làm khán giả không khỏi bất ngờ vì độ nịnh vợ của anh. Bức ảnh của anh nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác sau vài giờ đăng tải. Trường Giang bắt trend nhanh kiểu tóc ngố tàu của nam diễn viên Park Seo Joon trong từng lớp Aeon. Ở phần bình luận, nhiều khán giả cũng dành lời ngưỡng mộ đến Nhã Phương vì đã có chồng quá cưng chiều, yêu thương hết mực và sẵn sàng làm những điều vợ thích. Nữ diễn viên còn trêu chọc ông xã khi để kiểu tóc này, một kiểu tóc mà hai số phận chị ơi. Đây chính là mái tóc mà những ngày qua không chỉ giới trẻ mà sao Việt săn đón trầm rộ. Trường Giang trách yêu vợ, bán không lời bao nhiêu hết mà vợ ăn quá. Mới đây nhất, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nam danh hài chiều lòng Nhã Phương tự tay đi vớt hải sản cho vợ ăn. Trường Giang đã lấy nhiều loại thức ăn bổ giàu chất dinh dưỡng như cua hoàng đế, tôm hùm để chế biến cho vợ thưởng thức. Vốn là người hài hước nên khi vừa lấy xong, anh bữa nay vợ tôi ăn hết, của tôi mấy triệu buôn bán không lãi, vợ con ăn hết. Chiều lòng bà xã số 1 không ai ngoài mười khó. Nhã Phương còn hài hước tạo dáng chụp đồ ăn được chồng lấy cho mình.
Vừa qua cả hai còn khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ khi tung bộ ảnh kỷ niệm ngày Valentine cũng như hơn một năm về chung nhà. Đây có lẽ là bộ ảnh đầu tiên mà Nhã Phương muốn chụp lại những khoảnh khắc bình yên, vui vẻ bên người đàn ông yêu thương quan trọng nhất cuộc đời.